Hiểm trùng. Chương 6. Oan hồn nơi vực thẳm. Hùng và Dũng ngồi nghỉ lại chỗ bãi bồi nơi đầu con dốc. Chỉ có mình Dũng nãy giờ vẫn lúi húi bò trườn chụp choẹt một vài kiểu ảnh, coi như sốc lại tinh thần sau chặng đường mệt mỏi đầy thất vọng. Hùng lại khác, từ lúc xuống đây tới giờ hắn chả có tâm trí nào hết. Vẫn mặt nặng mày nhẹ ngồi bần thần đăm chiêu bên con tuấn mã. Cứ chốc chốc hắn lại đưa chai La Vi lên miệng tu uống ừng ực. Dường như không còn đủ kiên nhẫn ngồi chờ nữa, hắn hét lớn lên mà gọi Dũng. Dũng, trời tối rồi, lên đường thôi mày. Gớm, dưới đó có gì hay ho đâu mà mày cứ chụp choẹt mãi thế. Nước sông thì vẫn đục đỏ quy oạch bẩn như hố thế, khéo về nó gảy cho mà gãi cả năm. Rồi hắn ngồi đợi cho tới lúc Dũng quay trở lại, liền nói tiếp. Dũng, chiều về mày chở tao đây nhé. Giờ này mắt tao quáng gà rồi, tao sợ chạy xe lại đưa cả hai xuống vực làm bạn với Hắc Bạch Vô Thường mất thôi. Dũng vớ lấy chai nước cùng cái khăn mặt đang vắt trên xe. Anh vội thấm ướt lau qua chút mồ hôi trên người. Nghe bạn nói vậy, Dũng liền gật đầu đồng ý. Ok, để tao chạy cho. Lại là căn bệnh quáng gà của mày đúng không? Thế hôm nào mày đi chơi với mấy ẻm người đẹp chân dài, vớ phải đúng lúc quáng gà chả nhìn thấy gì. Vậy mày cho tao đi cùng làm hoa tiêu chỉ đường cho mà bắn. Không có lại chệch mất thì có mà ê mặt. Hùng vẫn đang tâm trạng lắm, mặt hắn vẫn như đâm lê. Nghe bạn trêu chọc thì hậm hực phát cáu. Thôi đi, mày có thích tao gọi cho một đàn tha hồ mà lùa. Mắt tao thì mù giờ chứ tay tao có cụt đâu mà không biết của quạng ẩn mò. Cần cái quái gì khiến mày làm hoa tiêu cơ chứ? Thôi đi, cứ vẽ chuyện, lên đường nào. Thế rồi hai thằng bạn thân khởi hành quay trở lại Đồng Văn. Mới chạy được một đoạn tới giữa lưng chừng đèo thì trời đã sâm sầm tối. Trời chiều mùa đông miền sơn cước này quả thật tối mau thật. Nhìn đồng hồ mới hơn 5 giờ mà cỏ cây sông núi đã như mờ ảo. Hùng nãy giờ ngồi phía sau xe vẫn không hề lên tiếng. Thâm tâm hắn vẫn không ngừng cắn rứt, nửa muốn ra tay nửa muốn thối lui. Trời đã nhá nhem tối, lại đang có cơn mưa rất lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống chốn này. Cơ hội ra tay tốt nhất có lẽ chính là thời điểm này. Hùng thò tay vào bọc rút ra con dao dọc giấy sắc lẹm. Hắn định chỉ một đường là cắt đứt được yết hầu của Dũng. Thế nhưng không hiểu sao, không biết hắn nghĩ ngẫm thế nào mà quyết định vứt luôn con dao ấy xuống vực. Xe lại chạy thêm một đoạn nữa, tới lúc này thì Hùng đã dứt khoát quyết đoán. Phải nhanh chóng hạ thủ kết liễu mãng sống thằng bạn thân để còn bàn giao lại cho ông chí chú hắn. Lập tức Hùng lại thò tay vào túi, hắn lôi ra cả một cái búa quả nhát to tướng. Loại búa chuyên đập gái trâu, búa này mà giáng xuống thì Dũng chỉ có toi đời, làm sao sống nổi. Hùng một tay vẫn ghì chặt vai Dũng, tay còn lại cầm búa đang định bổ xuống nhát búa định mệnh. Chẳng ngờ Dũng đang lái xe, liền bất ngờ hỏi lại. Hùng, mày làm cái gì mà ngồi ngúi ngoái không yên mãi thế? Đường đèo nhỏ hẹp trơn trượt thế này mà mày cứ lắc như lên đồng thế thì tao lái thế nào được. Hùng đang định xuống tay thì bỗng giật mình theo phản xạ khi bị Dũng hỏi bất ngờ. Hắn luống cuống thế nào liền đánh rơi cái búa xuống đường. Dũng thì vẫn chạy xe thấy có vật gì rơi đánh bịch. Anh đang định dừng xe rồi hỏi lớn. Hùng, mày đánh rơi đồ đúng không? Để tao vòng quay xe lại cho mà nhặt. Thôi, đi đi. Chắc viên gạch hay tảng đá ở đường chứ cái gì. Mày hiếu kỳ quá đấy Dũng ạ. Mau lên, không khéo ma nó đuổi theo nó bóc chết hai thằng bọn mình bây giờ đấy. Xe chạy thêm được một hai khúc quanh nữa thì trời bỗng nổi cơn giông tố. Mây đen ở đâu kéo đến ngập trời, gió lốc thổi mạnh tới mức suýt chút nữa khiến Dũng lạc tay lái. Buộc anh phải chạy chậm rồi tạt hẳn sang một bên xạ đạo. Đã có một vài hạt mưa rớt xuống nhỏ cả vào mặt hai người. Hùng thấy Dũng đi chậm lại thì vội hét lớn. Dũng, nhanh, nhanh lên mày. Phóng hết tốc lực cho tao, phải nhanh chóng qua được đoạn đường này. Tí mưa rông mà đổ ập xuống thì tao với mày chỉ có nước chết trôi thôi đấy. Ô hay, tiên sư cái thằng phải gió này, mày giục tao đi sống hay muốn cả hai thằng cùng chết thế hả? Biết là mưa rông mà ập xuống thì tao với mày chắc chắn khốn khổ rồi, nhưng vẫn còn cửa để mà sống. Mày giục tao phóng hết tốc lực thì chỉ có nước lao đầu xuống vực ngắm gà khỏa thân mà thôi. Cứ bình tĩnh đi, chắc chắn đưa được vị thiếu gia công tử như mày về đến khách sạn an toàn là được. Nhưng thật là bất ngờ, Dũng và Hùng đang vô cùng lo sợ về cơn mưa giống sắp đổ ập xuống thì trời đất lại chuyển biến nhanh chóng hết sức lạ kỳ. Mây đen lập tức đã tan biến dần, chỉ còn bầu trời vẫn còn u ám nhìn đến xám ngoét, mai mái như da người sắp chết. Tuy vậy nhưng Hùng và Dũng vẫn không dám có phút giây nào nới lỏng. Dũng cho xe chạy đều đều phóng thẳng về phía trước. Chạy thêm được đoạn nữa thì tới một khúc quanh đường đèo tuyệt đẹp, cơn mưa lớn vừa rồi đã tan hẳn. Bầu trời khi nãy phủ lên màu áo xám ngoét giờ cũng tươi tắn hẳn lại. Nhìn xa xa đằng tây còn có ánh minh quang vẫn ửng đỏ trong bóng chiều hôm. Không ngờ trời lại trong xanh trở lại, từ vị trí này còn có thể nhìn thấy hẻm tu sản chỉ bằng mắt thường.
gặp ngay được cảnh thần tiên, Dũng liền lập tức cho xe dừng lại. Anh đỗ xe sát vào vệ đường rồi quay qua bảo Hùng. Hùng ơi, đẹp quá, trời ban cho chúng ta một khoảnh khắc không tưởng, đúng là trong cái rủi lại có cái may. Khoảnh khắc như này có cầu cũng chẳng được, đưa máy đây cho tao. Dũng giật phăng cái máy quay trên tay Hùng rồi hướng ống kính quay lại thước phim thơ mộng toàn cảnh bên dưới hẻm tu sản từ vị trí trên cao này. Anh tâm đắc phấn khởi không làm sao kìm nén được cảm xúc đang dâng tràn trên đôi mắt. Dũng quay qua nhìn thằng bạn một cái, bỗng anh dúi ngay máy quay vào tay Hùng rồi nói tiếp. Này Hùng, cầm lấy máy quay cho tao, mày phải quay lại cho tao thước phim đầy ý nghĩa này mới được. Được rồi, đợi tao ra chỗ mỏm đá tuyệt đẹp kia lấy điểm nhấn cái đã. Quả này mà về chắc Thùy Anh phải tấm tức khen ngợi tao không ngớt cho mà xem. Không đợi Hùng kịp phản ứng, Dũng đã nhảy phát rồi trèo lần ra chỗ mỏm đá. Sau đấy còn dám ngồi thõng chân đua đưa nơi chênh vênh giữa trời. Hùng lúc này tay vẫn cầm máy quay, nhưng nội tâm hắn đã như rối bời. Hắn lắp bắp khuyên can. Dũng, xuống, xuống ngay. Không được ra đấy đâu, đấy chính là mỏm tử thần. Là mỏm đá từng lấy đi rất nhiều sinh mạng rồi đấy. Được bạn lên tiếng đề tỉnh về sự nguy hiểm nơi này, nhưng Dũng vẫn lặng thinh. Dũng đã như trở thành một con người khác, anh phớt lờ mặc kệ thế sự, cũng chẳng buồn bận tâm tới những thứ xung quanh nữa. Dũng vẫn ngồi đó ngửa mặt nhìn trời, chân cứ đung đưa lắc lư theo nhịp, rồi hai tay dang rộng hết mức như muốn tận hưởng cảm giác hòa cùng đất trời. Bên dưới mỏm tử thần, Hùng đang định lao ra níu giữ lấy bạn, nhưng đột nhiên hắn ngừng lại mà cẩn thận quan sát, trong tâm hắn lần nữa lại nổi sát cơ. Đây quả đúng là trời lại ban cho hắn thêm một cơ hội nữa hay sao? Lập tức hắn lấy lại quyết tâm rồi nhanh chân bước lên mỏm đá. Từng bước một, hắn rón rén tiến lại gần phía sau lưng của Dũng. Thế rồi việc gì tới cũng tới, chỉ nghe tiếng Dũng thất thanh kêu lên lần cuối rồi im bặt chìm dần trong gió núi. Bên trên mỏm tử thần, chỉ còn lại một mình Hùng, hắn đứng đó mà toàn thân run bắn. Trời đầu đông khá lạnh mà hắn vẫn đổ mồ hôi ướt đầm đìa cái áo, tim đập thình thịch loạn nhịp tựa bao giờ. Phải rất lâu sau Hùng mới dần bình tĩnh trở lại. Hắn đưa tay quệt mồ hôi trên trán, thở hắt ra một hơi thật lớn. Mắt vẫn không rời nhìn đăm đăm xuống chỗ vực sâu vạn trượng, nơi Dũng vừa bị đẩy xuống đó. Miệng hắn không ngừng lẩm nhẩm những câu gì chắc chỉ hắn nghe được. Cuối cùng Hùng rút ra chiếc điện thoại, tay hắn ta vẫn run run bấm số. Chú à, vậy là thỏa thuận giữa cháu và chú đã xong rồi nhé. Địa điểm bên dưới mỏm tử thần, chú cho người mau chóng nhận lấy cái bánh thịt đã được gửi đến. Xử lý nhanh gọn kẻo đêm dài lắm mộng chú ạ. À. Hùng chỉ nói tới đó thì cũng không đợi ông Chí trả lời. Hắn nhanh chóng cúp máy rồi nhảy xuống khỏi mỏm đá oan nghiệt. Vội vàng nhảy phốc lên xe phóng thẳng chạy về hướng thị trấn Cổ Đồng Văn. Ngay tại thời điểm Dũng bị gia hại đẩy xuống vực sâu vạn trượng. Cùng lúc này, Thùy Anh vẫn đang lúi húi nấu nướng trong bếp. Bỗng xoảng một tiếng, chiếc bát cẩm thạch mà cô vẫn luôn nâng niu yêu quý liền đã rơi xuống nền đá vỡ tan ra thành nhiều mảnh vụn. Chiếc bát chính là kỷ vật Dũng dành tặng Thùy Anh nhân ngày sinh nhật năm trước. Thấy vậy thì cô buồn rầu suýt xoa liền đưa tay cúi nhặt. Nào ngờ bị mảnh vỡ sắc lẹm của chiếc bát cứa cho đứt tay chảy máu lưỡi loại. Và lấy ego băng lại vết thương. Tự nhiên trong lòng cô bỗng cảm thấy có gì khác lạ. Cứ bồn chồn lo âu mãi không nguôi. Cũng trong thời gian này, tại ngôi nhà nhỏ đơn sơ của ông bà nhường bố mẹ Dũng. Ngôi nhà mái ngói ba gian nằm sâu trong một làng quê yên bình thuộc miền Trung Du Bắc Bộ. Cả nhà ông bà Nhường cũng vừa mới ăn cơm tối xong. Ông Nhường còn đang ngồi uống trà trên bộ tràng kỳ đá cũ kỹ ọp ẹp lắm. Bỗng ông cứ chép chép miệng đến mấy cái rồi như sực nhớ điều chi. Ông xỏ vội đôi dép lê rồi lẹp quẹp bước nhanh ra hiên nhà nơi có đặt cái điếu bát quen thuộc. Ngồi xuống chiếc ghế đơn, ông vớ vội túi thuốc lào tiên lãng say nặng. Mỗi động tác của ông đều nhanh thoăn thoắt như các anh thợ lành nghề. Tay đã văn vê bi thuốc rồi bỏ luôn vào nọ điếu. Châm lửa rít lên một hơi xoèn xoẹt khoan khoái thật đã. Ông Nhường ngửa cổ phả ra hơi khói quánh đặc, mắt ông đã lạc thần đi cố để tận hưởng cái cảm giác say nồng lâng lâng hơi thuốc. Bỗng thoáng cái, hình như ông vừa nhìn thấy ai đó đang đứng lấp ló ngoài cổng. Cố trấn tĩnh lại, ông nheo nheo rồi mắt đến mấy lần nhìn cho thật kỹ thì tuyệt lại không thấy gì cả. Chả nhẽ là người làng đi thăm ruộng, rồi tiện đứng trú mưa trước cổng nhà ông hay sao? Nghĩ như vậy nên ông Nhường cũng không để tâm thêm nữa, ông đứng dậy rồi bước vào nhà. Định bụng tí nữa sẽ sai con Lan đội nón ra đóng cổng sớm. Vì từ chập tối đến giờ mưa gió cứ sụt sùi mãi không ngớt. Chắc giờ này cũng chả có ai đến nhà ông bà làm gì nữa. Trong nhà bà Nhường vẫn ngồi đó. Bà đang buồn chân buồn tay liền trải xuống cái chiếu giữa nhà. Sau đấy thì lục tục chạy vào buồng. Lôi ra mấy cái gối cùng chăn màn của chồng con. Rồi ngồi lúi húi khâu khâu vá vá. Nhất lại là cái chăn nhung của Dũng. Về nhà lần nào anh cũng nhất quyết sử dụng cái chăn này.
Mặc dù nó đã thủng lỗ chỗ lại còn vá chẳng vá đục nhiều phần lắm rồi. Những năm gần đây, mặc dù con trai bà cũng đã trưởng thành, Dũng tốt nghiệp ra trường rồi tìm được việc làm theo đúng ngành nghề trên thành phố. Công việc bận rộn, thường thì cũng phải 2-3 tuần anh mới có thời gian mà về nhà thăm nom bố mẹ. Nhưng đối với bà, Dũng vẫn luôn là cậu con trai bé bỏng. Vì vậy mà mọi vật dụng trong căn phòng của anh vẫn được bà cùng con Lan dọn dẹp sạch sẽ tươm tất. Giờ này trong căn bếp nhỏ, con Lan em gái Dũng còn đang dọn dẹp rửa đống bát đũa. Năm nay nó cũng đã là một cô học trò lớp 12 cuối cấp. Mỗi lần Dũng về vẫn thường hướng em nên chuyên tâm học tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Vào được trường đại học ưng ý, từ chiều tối tới giờ mưa giống lớn quá. Gió to còn quật gãy cả cây ổi lớn rủ bóng mát góc sân. Cái cây anh Dũng nó đã trồng ngày nào khiến nó buồn rầu khóc lóc mãi. Mưa vẫn xù xùi nặng hạt mãi không ngớt, thỉnh thoảng xoẹt giữa tầng không lại là những tia sét sáng rực chạy loàng ngoàng ngang trời. Rồi từng tiếng sấm y ung nổ rền vang vọng, khiến con bé Lan vừa rửa bát vừa giật mình thon thót, run bắn lên như cầy sấy. Bỗng từ ngoài đầu cổng nơi xích con chó mực, tự nhiên nó cứ chu hộc lên từng hồi như điên như dại. Càng lúc nó càng chu hú lớn hơn, nghe sao thê lương sầu não đến lạ. Ngày thường thì nó ngoan lắm, cho dù có người lạ đến nhà thì nó cũng không xử sự làm như vậy bao giờ hết. Lúc này ông Nhường đang trong nhà, ông đang bận ghi chép cuốn sổ sách quy hoạch dụng đất dồn điền đổi thửa. Thấy chó cắn nhiều liền gọi lớn cho con Lan dưới bếp. Lan à, con ra xem ngoài cổng có ai đến hay sao mà chó cắn dữ thế, mà mắng cho con mực một trận đi chứ. Dạo này nó có vẻ hư quá rồi đấy. Con Lan dưới bếp nghe bố nói thì dạ vang. Nó chạy vòng sang cửa ngách rồi nhìn ra phía cổng, nhưng bốn bề vẫn vắng lặng như tờ. Con mực cũng đã ngừng sủa. Thấy thế nó liền chõ mồm hướng chỗ con mực đang bị xích mà quát lớn. Mực, mày sao thế? Sao dạo này lại mất nết thế hả? Cẩn thận không ông mà giận là ông cho em trận đòn nát đít như chơi đấy nhé. Quả nhiên con mực nghe hiểu tiếng người. Nó chui vào nằm trong cũi lớn miệng không ngừng ư ử rồi quẫy đuôi tít mù nịnh nọt. Tuyệt không dám hú sổ gì thêm nữa. Con Lan lại bước vào nhà trong. Nó tranh thủ úp cất đống bát đũa lên chạn. Đang định vào lấy quần áo đi tắm để con học bài thì bỗng con mực lại sủa lên liên hồi nhặng xì ngậu. Miệng nó gầm gừ rít lên như vừa trông thấy thứ gì ghê gớm lắm. Nó nhảy chồm lên đứng bằng hai chân sau, hai chân trước thì bắc lên hàng rào cào cấu giật giật dây xích kịch liệt. Mắt long sòng sọc tiếp tục chu hú nghe đến rợn người. Cho tới lúc này thì cả hai ông bà đều đã dừng tay. Thấy con mực hôm nay lạ quá, bà Nhường quay qua chồng miệng lẩm bẩm. Quái lạ, ông à, hay con mực nhà mình nó bị dại rồi hả ông? Thôi, ông đừng có ra đó làm gì, nhỡ nó dại nó cắn cho thì chết. Nói rồi bà Nhùng đít đứng dậy, hai tay vỗi phủi mông quần vài cái rồi đi thẳng ra hiên nhà. Đêm nay trời tối quá, bà phải nheo nheo dụi mắt đến mấy lần vẫn không thấy gì ngoài cổng. Bỗng đâu lại có tia sét đánh xoẹt ngang trời, lập tức lóe lên bừng sáng. Chẳng ngờ trong cái không gian tranh tối tranh sáng ấy, bà vừa thấy một bóng người cao lớn lực lưỡng cứ thập thò đứng nép ngoài cổng. Tưởng người làng đi chổ đặng nước sau cơn mưa lớn. Người ta còn đứng trú mưa ngay giữa cổng nhà bà, nghĩ vậy nên bà gọi lớn. Ai đấy? Bác nào đang đứng trú mưa ngoài đấy? Mời các bác vào nhà uống với ông nhà tôi chén trà cho ấm bụng cái đã. Nhưng lạ thay, bà đứng trông một hồi vẫn không thấy người đó lên tiếng đáp lại, mà cái bóng ấy vẫn đứng im một chỗ lù lù đội mưa đội gió. Thế lạ, bà vơ vội cái nón mê liền đội lên đầu rồi lẹt quẹt lê gót tiến nhanh ra cổng. Qua thứ ánh sáng lờ mờ, bà bất ngờ nhận ra được bóng hình này lại chính là Dũng, con trai bà. Đứng đối diện với bà, Dũng vẫn lặng thinh không nói một lời. Nhưng điều làm bà ngạc nhiên sửng sốt hơn cả, chính là toàn thân anh lấm lem bê bết bùn đất, quần áo cũng đã rách nát tả tơi hết. Trên đầu còn băng chi chít đến mấy vết thương, nơi vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, chảy xuống thấm ướt cả một mảng áo của anh. Khuôn mặt Dũng đã sưng tím, bầm dập hết cả. Chắc là đã gặp tai nạn rất nặng thì phải. Bà Nhường thấy con trai như vậy thì sốt ruột ú ớ nói không nên lời. Đang định lao lại ôm chầm lấy con thì bỗng Dũng liền lùi dần ra con đường lớn. Bà Nhường thấy con không nói một lời rồi còn lặng lẽ rời đi thì cuống quýt gọi với theo. Trời ơi! Dũng! Con làm sao thế? Có phải là con vừa gặp tai nạn phải không? Nào! Nhanh lên! Mau vào nhà mẹ băng bó sát trùng cho. Không phải sợ, bố con không mắng đâu. Có gì mẹ nói đỡ cho vài lời. Thế nhưng, Dũng cứ lùi dần rồi tan biến như làn sương mờ ảo vào trong đêm tối. Văng vẳng xa xa, chỉ còn nghe thấy những câu Dũng vẫn còn vang vọng, nghe mơ hồ như vọng tới từ nơi nào xa xăm lắm. Mẹ, mẹ ơi, cứu con với, con đau, con lạnh quá mẹ ạ. Bà Nhường bàng hoàng như vừa bị ai đó dội cho một xô nước đá, xém chút nữa bà đã ngã vật. Bà không tin được những gì bà vừa nghe vừa thấy,
có phải bà đang mơ một giấc mơ kỳ quái hay chăng? Thế nhưng nó lại vô cùng chân thực, không phải bà đang mơ, con trai bà vừa đứng ở đây cơ mà, ngay trước mắt bà. Bỗng dưng nơi khóe mắt, nước mắt của bà đã trào ra, cứ thế không sao kìm nén nổi, bà nhường lu loa khóc giống lên. Tiếng khóc của bà lớn tới mức át cả tiếng mưa đã mỗi lúc mỗi nặng hạt. Bà khóc giống lên khiến ông Nhường cùng con Lan ở trong nhà sợ hãi tá hỏa, vội vàng đội mưa chạy ngay ra cổng chính, lại nghĩ là bà sơ sẩy rồi trượt chân. Vừa chạy tới nơi, ông Nhường đã vội hỏi ngay, bà làm sao thế? Sao lại khóc giống lên ở giữa cổng nhà thế này cơ chứ? Có phải bà trượt chân mà ngã ra đấy đúng không? Chỉ thấy bà Nhường vẫn mếu máo, cái miệng bà đã méo xịch đi, nói trong tiếng khóc uất nghẹn. Ông nó ơi, thằng Dũng nó vừa về, nó vừa đứng đây cùng tôi đây này. Rõ khổ, toàn thân con nó lấm lem bê bết bùn đất, đầu cũng bị thương nặng lắm. Nó còn bảo nó đau nó lạnh, tôi bảo thế nào nó cũng không vào nhà, lại còn lùi dần rồi lầm lũi đi mất. Trời ơi con tôi, ông ơi, có khi nào con nó sợ ông đánh ông mắng, nó không dám vào nhà. Ông mau mau chạy ra xem con nó đâu, tìm con về đây ngay cho tôi, nhanh lên. Bà sao đấy, chỉ có luyên thuyên, làm nhảm những thứ không đâu thôi. Thằng Dũng nó mà về thì vào nhà chứ, trời mưa gió rầm rề thế này còn thập thò lấp ló xó xỉnh đầu đường làm gì cơ chứ. À, tôi biết rồi. Hay là cái thằng quỷ sứ nhà trời ấy nó lại chạy con xe phân khối lớn, lạng lách đánh võng ở đâu gây tai nạn giao thông rồi vác cái xác về đây đấy phỏng. Mẹ con nhà bà còn hùa nhau hiệp đồng tác chiến, định đánh lừa tôi nữa phải không? Tôi thì tôi nói cho bà biết nhé, nó mà vác xác về đây thì tôi khác bảo. Ngày trước đã cấm không cho mua cái xe to vật ấy rồi, vậy mà tôi nói nó mãi có nghe lời tôi đâu. Con với chả cái con Lan đâu, đưa mẹ mày vào nhà thay quần áo đi, kẻo cảm lạnh ra đấy thì chết. Nhưng không ngờ bà Nhường chẳng những không nghe lời chồng mà còn tỏ ra bấn loạn hơn trước. Bà vùng vằng dãy dụa dứt khoát gạt tay con Lan ra, rồi nhìn lại ông Nhường bằng ánh mắt giận dữ, hét lớn, buông ra, tôi không về, tôi phải đi tìm con trai tôi. Tôi nói cho ông biết, ông đúng là bảo thủ gia trưởng. Chính vì cái tính nóng nảy phổi bò của ông mà con trai tôi nó sợ. Nó về tới đây rồi mà nó có dám vào nhà đâu. Tôi không biết, tôi bắt đền ông đấy. Ông làm sao thì làm, đi tìm con trai về đây cho tôi ngay đi. Ông Nhường từ đầu tới giờ thấy vợ mình cứ lải nhải mãi những chuyện không đâu. Lại nghĩ, có khi chiều nay bà dầm mưa nhiều nên bị sốt hay chăng. Nghĩ thế nên ông cũng nhẹ nhàng lựa lời cùng bà. Rồi một lần nữa bảo con Lan dìu mẹ vào nhà. Được rồi, bà yên tâm, để tôi xem con nó ở đâu. Nó về tôi cũng không mắng mỏ nó đâu mà bà sợ. Lan con, đưa mẹ mày vào nhà nghỉ ngơi đi con. Nhưng mặc cho ông và con Lan có khuyên can thế nào thì bà Nhường vẫn cứ lải nhải đòi ông phải đi tìm Dũng về cho bà bằng được ngay trong đêm đó. Đến nước này thì ông cũng phải phát cáu, liền nạt lại. Bà hay quá nhỉ, mắt bà chắc kèm nhèm, nhìn gà hóa cuốc, chỉ có vớ va vớ vẩn. Nếu thực sự thằng Dũng gặp chuyện thì cũng phải có người báo cho vợ chồng mình biết trước. Thôi đi, bà im lặng để tôi gọi điện hỏi thử bạn bè nó trên thành phố xem cụ thể như thế nào cái đã. Lan, chạy vào lấy điện thoại gọi lại cho anh mày hoặc cái Thùy Anh, hỏi xem tình hình anh mày thế nào. Có khi giờ này chúng nó còn đang hú hí vui chơi ở đâu đâu ấy chứ. Còn Lan từ nãy tới giờ vẫn đang níu lấy tay mẹ. Nó chỉ sợ buông ra một cái thì bà Nhường sẽ ngã vật ra đất mất. Nghe thấy bố quát gọi, nó run rẩy vội buông tay mẹ ra. Ba chân bốn cẳng chạy ùa vào nhà lấy điện thoại cho bố. Lấy được điện thoại, lập tức nó nhấn gọi cho Dũng, với hy vọng là anh mình sẽ được bình an vô sự. Thế nhưng đáp lại mong đợi ấy, đầu máy bên kia chỉ có thể nghe được tiếng của tổng đài đáp lại. Thuê báo quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Còn Lan cuống quýt vớ vội cái ô lao ra, giương ô lên che cho bố mẹ cùng chạy lên hiên nhà. Vừa chạy vừa nói lớn trong tiếng thở gấp hổn hển, bố ơi, điện thoại của anh Dũng không liên lạc được bố ạ. Chỉ còn nghe ông Nhường liền mắng cho con Lan té tát, chán quá đi mất. Sao con tối dạ thế hả Lan? Bố đã bảo không gọi được cho anh mày thì gọi cho cái Thùy Anh ấy. Con Lan còn đang lúi húi, nó vừa kịp bấm số gọi được cho Thùy Anh thì nhanh như cắt bà Nhường đã ngay lập tức giằng lấy chiếc điện thoại. Bà thót tim đăm đăm dõi theo từng hồi chuông điện thoại. Máy cũng đã đổ đến cả 5-6 hồi liên tục. Cũng từ đầu máy bên kia, một giọng nói nhỏ nhẹ lễ phép vang lên. Dạ, xin lỗi, ai đang gọi cho Thùy Anh vậy ạ? Bà Nhường vừa nghe thấy Thùy Anh bắt máy mà trả lời, bỗng toàn thân bà như cuống kêu cả lên, bà vội vàng hỏi. Ừ, Thùy Anh đấy hả cháu? Bác là mẹ của Dũng cháu ạ, cháu cho bác hỏi. Thằng Dũng nhà bác nó có ở chỗ cháu không? Dạ, con chào bác ạ, anh Dũng hiện không bác ạ, con gặp anh Dũng từ tối hôm kia. Sáng hôm qua thì anh Dũng có chuyến đi lên Hà Giang rồi bác. Hả? Cháu nói sao?
thằng Dũng nhà bác nó đi tận Hà Giang cơ à? Liệu cháu có nhầm không đấy Thùy Anh? Ngay vừa rồi thằng Dũng nhà bác nó về nhà, nó còn đứng trước mặt bác đây này. Thùy Anh nghe thấy bà Nhường mẹ Dũng nói, bảo rằng anh vừa có mặt ở quê thì vô cùng ngạc nhiên vội hỏi lại. Dạ, bác ơi, làm sao có thể như vậy được ạ? Mới trưa hôm nay, anh Dũng và con còn gọi nói chuyện rất lâu. Anh ấy bảo vẫn đang nghỉ tại thị trấn Cổ Đồng Văn. Mà cho dù ngay thời điểm đó, nếu anh ấy có quay trở về thì giờ này cũng chưa thể về tới Hà Nội được. Nói gì tới chuyện còn về tới quê để gặp bác được ạ?